25. Okay, hello everyone, this is the clip number 25. Okay, about target 1 loaded. Yeah, okay, this summer project 241 to loaded. Yeah, okay, this summer project 241 to loaded. Yeah, okay, one again. Two company, three crowded. But some of the people can grow by saying, but just a person said, Trabana Jeta, when two people, no pay diamond opinion, are relaxed. Yes, are relaxed and enjoying each other company. But Minata, that mean around two sral, but somebody really. But that ban nurture boy canoe, the wind mark, but I mean a company, Minata, man, crumb one in a, but I mean a pipchy cook on, but cook on to boy canoe. But another person, one time, a woman at St. Dean, but I mean a buyer, would make them feel less comfortable. But nung poor eye, put gay, mean a rum tang, man, so cheer, stroll, but comfortable, mean a damn, mean a rum stroll. Mean around the by, but by young men at the by Joe Margu, me around more good less comfortable. But by young nicker, young the zero thing I alone, eh? But young curry time the time Facebook, a young men for half beer time, be net ban high, but could be a nun, eh? Mean that had two companies, three crowded minute, but young men the pin at a little time, a snai hand junk, but mean pin at, eh? But mean pro moist, right moist, like a junk was sent by a mean look be pee the by, but young crowded minute. Vì miền bảy nhà hơi chân tập pin nhé bạn này và chân ai saying này ai prai tầm ta two company chân các bạn đấy rồi có ai time ta two company three crowded và chân bên đây ta biết nó cứ pin nhé bạn này và pin nhé bạn này cứ sầm đau mình bên bên đây ta dân tây tập pin nhé anh chân bạn bài nam mỗi cứ trong lòng này sầm phần là phía bài nữa mà dân mơ khơi nhé và chứ bên đây ta ca sờ lạnh cái này anh chân tới bên pin nhé bà pro môi say môi bà môi nồng môi chẳng đó bà chẳng ai ta ai thưa ơi nhẹ thằng phí cứ miền phía lâu là ơn bàn tay bà miền ạ thì bay mà cho room thiết bà chẳng bên đây là ai chú lô khá bà khi nào look at sentence number 242 bà pin nhé bà hỏi ok nào look at sentence number 242 bà summer bà dục pi rồi say sập bì bà every dog has its day kê bọn ghen every dog has its day. But some of the people who are saying Jesus said to emphasize that everyone is successful or happy at some time in their life. But many of the people who are saying that they 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 are saying that này phải đặt chuồn cá nuôi tên là NP nào mỗi nơi khôn ông chỉ vật bảo phụ kể và chắc mình này tha every dog has its days mình này tha mình men sầm nàng ạc rõ mỗi chỉ vật nuôi tê và mình này tha lời thả dương một toàn chục chơi và chân dương gờ bàn sở bài và chân dương không bằng tay và chân thằng ngày nào mỗi dương sạc sẽ phố thằng ngày nào mỗi dương bàn sở bài nha và sân bàn sở bài lớn và chân ngày cao và chân mình bàn sở bài thế nè và chân không bằng bài là sức sáng tạo nên đó nè riêng mình đây sở bài của màn đây đó và nè đã riêng sâu nít bà mình sở bài của màn đây ở tên nè riêng cư mình sở bài của màn thì và sân bà dân sở bài trả ơn với bà nè riêng nó có mình sẽ chạy đài và chân every dog has its day và bà dân kết bạp nít mình đây thằng dương đang to su từ mục và to su mô ra là dân mình riêng chung chơi và chân thằng ai cao dương đồng bàn chung chơi là dương mình sở bài chất và dân mình riêng bà màn dạp về và chân là cốt nhân sở bài chất và khi nhóm ở sông Prapi bọt về sau trong môi đó và cả việc trong bên bachelor và lên ở bạn nhà bát nhóm cơ thắng nhóm chùm này buồn cho nam tầm bài đi bạn nhà bát chân đam bây là cốt sai dục cho nam tầm mộc và sai dục cho nam trong bên đây là chạp bây giờ dụ mà cho nam là hồ đó sai dốc trong bên này là riêng buồn cho nam đam bài sai dục cho nam và hai đời riêng master bây cho nam thì cơ thắng ai riêng đọc bây cho nam thì đấy ai chọc master và bạn nhà bát chọn buồn chân đảm bài chỉ vứt xam chấp sân nam chạm sân nam mà to thiệt chân bên đây là bàn chặt sập nam mà chân bên đây là phần sân mà dương ban bạn nhà bạn tròn vua và chỉ vật dương nước ban là o nó bàn chung chơi bàn đi chơi và là hô đòi dương dụng chặt sập nam mà và chân đi ca còn dương ca tăng chặt chân á và dương su nó buồn cho nam nâng không bằng riêng
បាទទោះបីមើលឃើញគេសប្បាយរីករាយដើរលេងយ៉ាងណាយើងអត់បានសប្បាយទេខំប្រឹងរៀនប៉ុន្តែយើងគេថាពេលដែលចប់នឹងទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតណាបាទ every dog has its day មានន័យថាមិនមែនយើងចេះតែបរាជ័យរហូតទេនៅក្នុងជីវិតនឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនសំដាងអាក្រក់ទេមួយជីវិតនឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃណាមួយគង់ទទួលបានជោគជ័យបាទโอเค look at sentence number 243បាទសូមមើលទៅប្រយោគ243បាទ why keep a dog and bark yourself why keep a dog and bark yourself បាទសូមមើលខាងក្រោមគឺ UK saying បាទគឺជាសុភាសិតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស said ត្រូវបាននិយាយ when you want to know បាទពេលដែលអ្នកចង់ដឹង why someone would do something ហេតុអីបានជានរណាម្នាក់នោះធ្វើរឿងបែបនោះដោយខ្លួនគេបាទមានន័យថាធ្វើរឿងនោះដោយខ្លួនគេ when they already pay someone else to do that thing នៅពេលដែលអ្នកនោះបានចំណាយលុយបាទឲ្យនរណាម្នាក់ទៀតធ្វើរឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងហេតុអីបានជានរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយនឹងដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់នោះបានបង់លុយឲ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើរឿងនោះហេតុអីទៅធ្វើខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបាទ why keep a dog back yourself បាទបើខ្មែរយើងអាចនិយាយថាស្រួលមិនចង់ស្រួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានលុយជួលគេហើយនឹងមិនចង់ជួលទេណាឬក៏ជួលហើយនឹងទៅធ្វើខ្លួនឯងថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាស្រួលមិនចង់ស្រួលទេចង់ថាលំបាកโอเคបាទសូមមើលមួយទៀតបាទ absence makes the heart grow fonder បាទសូមម្ដងទៀត absence make the heart grow fonder បាទសូមមើលសេអេងបាទជាសុភាសិតណាមានន័យថា this mean that when people we love are not with us បាទនេះមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់មិននៅជាមួយយើង we love them even more បាទយើងកាន់តែស្រឡាញ់អ្នកនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងមានន័យថា absent make the heart grow fonder បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាបាទកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាបាទកាន់តែនឹកគ្នាអូខេ now look at sentence number 245បាទសូមមើលទៅប្រយោគ245 yeah if you can beat them join themបាទនេះជាសុភាសិតមួយល្អដែរណានឹងទៅចេះប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈណា if you can beat them join them បាទសូមមើលការបញ្ចូលខាងក្រោមបាទ say ឯងជាសុភាសិត said ត្រូវបាននិយាយ when you accept that you cannot be as successful as someone else បាទមានន័យថានៅពេលដែលយើងត្រូវបាននិយាយនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាបាទទទួលយកថាអ្នកមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដោយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត without doing បាទដោយមិនបានធ្វើ what they do បាទអ្វីដែលគេធ្វើ although they were not approve or disagree with it បាទមិនព្រមព្រៀងមែនណាមិនយល់ស្របតាមឬបាទមិនព្រមព្រៀងឬមិនយល់ស្របតាមណា agree នេះ with it បាទអញ្ចឹងមានន័យថា if you can beat them join them បើយើងបកធម្មតាក៏បានក៏អាចយល់ដែរណាមានន័យថាប្រសិនបើយើងយកមិនឈ្នះគេទេចូលរួមមួយគេយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងណា beat មានន័យយើងវាយឲ្យឈ្នះវាយឲ្យបរាជ័យអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនអាចយកឈ្នះគេបានទេចូលរួមមួយគេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងយើងអាចបកសម្រួលជាងហ្នឹងបន្តិចក៏បានណាបាទមានន័យថាមនុស្សឆ្លាតបាទសម្របខ្លួនតាមស្ថានភាពបាទមនុស្សឆ្លាតសម្របខ្លួនតាមស្ថានភាពបាទមានន័យថាបើយកឈ្នះគេអត់បានទេអប់គេទៅបាទនឹងមានន័យថាបែបហ្នឹងណាអូខេសូមមើលទៅប្រយោគទី246បាទ look at sentence 246 beauty is in the eye of the beholder អូខេ one again beauty is in the eye of the beholder បាទសូមមើលការប្រយោគខាងក្រោមបាទជាសុភាសិតបាទ this mean that not all people បាទសុភាសិតនេះមានន័យថាមិនមែនគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ have the same opinion មានទស្សនៈដូចគ្នា about what is attractive អំពីអ្វីដែលគេថាស្អាតឬក៏ដែលទាក់ទាញដែលចាប់អារម្មណ៍ណា attractive បាទអញ្ចឹងវាថា beauty is in the eye of the beholder បាទ beholder ហ្នឹងយើងបកថាអ្នកមើលណា
អញ្ចឹង beauty is in the eye of the beholder មានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាពីសម្ផស្សបាទសម្រាប់នេះណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាពីសម្ផស្សបាទអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកខ្លះក៏គិតថានេះស្អាតបាទយើងដូចឥឡូវយើងនិយាយបន្តិចណាដោយថាយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់យើងយល់ឃើញថាស្អាតអានឹងស្អាតប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតថាដឹងស្អាតអីផងអញ្ចឹង beauty is in the eye of the beholder បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់មានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាបំពីសម្ផស្សបាទអ្នកខ្លះគេថាអូខ្មៅស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំអូសស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំអូអ្នកខ្លះថាទាបល្អសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកខ្លះថាខ្ពស់អ្នកខ្លះថាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្គមអ្នកខ្លះគេថាអូថាត់ អរគុណច្រើនបាទសូមបន្តទៅខាងមុខទៀតបាទមានន័យថាលោក Edson 247 បាទសូមមើលទៅប្រយោគទី 247 There no time like the present ផងគេ There no time like the present បាទសូមមើលការប្រយោគខាងក្រោមបាទជាសេអេងបាទជាសុភាសិតជាប់តែម្ដងណា Said to encourage someone ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យនរណាម្នាក់ឬក៏លើកទឹកចិត្តនរណាម្នាក់ immediately phliem instead of waiting ដោយមិនរងចាំណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺការពន្យល់គឺច្បាស់ល្អហើយហើយខ្ញុំក៏បានបកឲ្យបានល្អផងដែរបាទអញ្ចឹង there no time like the present មានន័យថាបាទវាជាឱកាសកម្ររកបាន បាទវាជាឱកាសកម្ររកបានអញ្ចឹងមានន័យថាបើមានឱកាសល្អហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមណាតែរងចាំគឺគេឆក់យកហើយបាទអូខេលោកអេដសិនថានัมเบอร์ 248 បាទសូមមើលទៅប្រយោគ216 out of the frying pan into the fire. When you move from a bad or difficult situation, នៅពេលដែលអ្នកគេចពីស្ថានភាពដែលអាក្រក់ឬក៏គេចពីស្ថានភាពដែលលំបាក to one ទៅកាន់ស្ថានភាពមួយទៀត which is worse ដែលស្ថានភាពនោះវាអាក្រក់លើស មុនទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងនិយាយថា out of the frying pan មកយើងចំទៅខ្ទះឆាណាបាទខ្ទះឆាម្ហូបអាហារយើងហ្នឹងហើយ fire ភ្លើងបាទអញ្ចឹង the out of the frying pan into the fire មានន័យថាខ្មែរយើងនិយាយថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លះបាទទៅខាងណាក៏ងាប់ដែរបាទអូខេបាទសូមមើលទៅប្រយោគទី 249 look at sentence number 249 Mike say he going to give up smoking. Mike say he going to give up smoking. That be the day. Okay. ចឹងបើយើងអត់បានមើលការបញ្ជូលយើងអត់បកអត់ចេញទេបាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏អត់ដែរបានជួប បាទបើសិនបើបញ្ជូកនោះដែរបានជួបអត់មានការថាជ្រាវក៏មិនអាចបកចេញដែរបាទហើយអញ្ចឹងបន្តថាជឹងពេលខ្លះយើងនិយាយជាមួយជនបរទេសយើងស្ដាប់អត់បានដោយសារឯគាត់ប្រើសំនួនភាសាអីចឹងណាសូកសៀតដែរហើយយើងចេះតែពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញ low level English low level ណាភាសាអង់គ្លេសកម្រិតទាបចឹងយើងទៅស្ដាប់គេអត់យល់ទេណា បាទអញ្ចឹងត្រូវបង្កើនចំណេះដឹងផងយើងឲ្យបានច្រើនបាទខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាហ្នឹងបានយល់ដឹងណាបាទក៏មិនមែនថាសោតប្រយោគហ្នឹងឲ្យបកយកឲ្យចប់សោតប្រយោគហ្នឹងបកយកឲ្យចប់គឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យយល់បាទឲ្យអ្នកសិក្សាយល់បាទកាលណាបើយើងអត់យល់ពីការសិក្សាទេបាទយើងរៀនអត់ចាំទេណាអត់ទិញអត់ចាំទេបាទអូខេ that be the day ចាំមកយើងមើលការប្រយោគ that be the day មានន័យថា something you say in order to show ដើម្បីបង្ហាញថា using something អ្នកគិតអំពីអ្វីមួយ is unlikely មិនទំនង to happen នឹងកើតឡើងបាទអញ្ចឹងនិយាយថា my say he going to give up smoking បាទ my និយាយថាគាត់នឹងឈប់ជក់បារីបាទគាត់នឹងឈប់ជក់បារី
chăng mà nè tiếp cái trả lời that be the day mình nói ta vì mình ai tới rồi thế mà vì mình ai tới rồi thế tới ở rồi thế nè bực quạt nhiên này nè nhiên đang bờ rây nhiên đang ấy đang chăng mình ai bong chào ba này ok now the last sentence in clip 25 bà dừng đo pi rồi hà sắp bổ dụng hay nè thực ra đó ở cái này nè ok look at sentence number 250 yeah what the matter has the cat got your tongue ok one again what the matter has the cat got your tongue bà việc đại dương trao bổ dụng cứ việc không ai này nè bà hay thằng thằng này mình đàn đạt bà chẳng là dừng mà informal something you say ở quay đây nè này dưới to someone tới căn đồ nào mà nè when you are annoyed bà nè để nè miền ca khăn bà annoyed miền này mình sẽ bài chặt khăn because they will not speak people kế mà nè dây bà nè nó mà nè dây bà dây ấy không mình dây nó dừng căn khăn á nè bà miền này đã bởi dây tàu tò mà đừng sợ khăn này là dây ấy mình fly mà vinh nơi nghiêm nó khăn căn là khăn nè dân này đi xua đào what the matter has the cat got your tongue miền riêng ấy à hẹt em kế ốc mà miền riêng ấy hay đây mình dây mà xô mình còn mình chờ chẳng nè ok ok con nè đó cái này là bạn tam đàn sắc xa cho mọi người trong clip thì mà phải làm đi và hai sang rung chạm clip bạn to tiền nắp bạn to mà to tiền và ok thank you everyone that learning with me and support me ok please share this knowledge to your friend or other that want to study English like advanced level ok thank you see you bye bye